Lạy Đức Chúa Trời của con cũng sẽ dùng đàn lia mà ca ngợi Chúa, tôn vinh sự thành tín của Ngài. Lạy Đấng Thánh của Israel, con sẽ dùng đàn hạt mà ca tụng Ngài. Môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa, vì linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc. Miệng con đầy lời ca ngợi Chúa, hằng ngày con luôn tôn vinh Ngài. Hallelujah. Giờ đây chúng ta hãy lớn tiếng vỗ tay tôn vinh Chúa của chúng ta. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Bye.
ngợi khen Chúa của chúng ta. Hallelujah. Giờ này mỗi người trong chúng ta hãy công bố những cái lời tốt lành cho đời sống của mình và hãy dâng lời cảm tạ lên cho Chúa. Hãy dâng lời ngợi khen chúc tán Chúa của chúng ta. Vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng thành tín và đấng đầy dẫy lòng yêu thương. Hallelujah. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong con. Con sẽ hát hallelujah. Amen. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong con. Con sẽ hát hallelujah. Amen. Ngợi khen Chúa. Chúa ơi, con tin giờ phút này lòng của chúng con tràn ngập Đức Thánh Linh của Ngài. Amen. Lòng của chúng con nhận lấy sự vui mừng. Amen. Lòng của chúng con nhận lấy sự bình an. Amen. Và xin lửa thiên cháy lên trong lòng của chúng con. Amen. Lòng con đang cháy bao vui mừng đến với Chúa Thánh Linh. Lòng con tươi mới. Amen. Lửa thiên cháy lên
tình yêu cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu. Hallelujah! Hãy cùng tôi nhảy múa vui mừng ngợi khen Chúa. Hãy ca vang bài hát này bằng tất cả thân thể của anh em, tất cả sức lực của anh em. Hãy mạnh mẽ ca ngợi Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Vỗ tay lớn lên ông bà chị em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyện sẽ lên. Đọc mắt anh cháy mà vui mừng. Đêm mai Chúa thánh linh lòng con người vai. Lửa thiên cháy lên, tình người trải đến em bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu. Lửa thiên cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng. Đến mai Chúa thánh linh lòng con tươi mới. Lửa thiên cháy lên, tình yêu trải đến đem bao niềm vui. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con. Cháy lên cháy lên, làm đổi mới tâm con ngày ấy. Cháy lên cháy lên, vì tình yêu Giê-xu. Cháy lên cháy lên, nhịp nhau cứu mang bao toàn nhân. Lửa linh luôn cháy mãi trong lòng con. Cháy lên cháy lên, làm đổi mới tâm con ngày ấy. Cháy lên cháy lên, vì tình yêu Giê-xu. Cháy lên cháy lên, nhịp nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa linh luôn cháy mãi trong lòng con. Lửa linh luôn cháy mãi trong lòng con. Lửa linh luôn cháy mãi trong lòng con. Của con. Hallelujah. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì thời giờ chúng ta được ngợi khen Ngài. Thật là phước hạnh cho mỗi chúng ta. Amen. Khi chúng ta được ngợi khen Chúa chúng ta. Amen. Hallelujah. Giờ này mỗi người hãy hướng lòng về Chúa. Hãy tương giao một cách cá nhân với Chúa. Chúa, Ngài đang ở giữa chúng ta. Ngài nói rằng Ngài ngự giữa sự ngợi khen và thờ phượng. Amen. Khi chúng ta hết lòng ngợi khen thờ phượng Chúa thì Ngài ngự được đến giữa chúng ta. Amen. Cảm tạ Chúa. Chúa ơi, lòng chúng con hướng về Ngài. Hết cả thân thể, hết cả linh hồn, hết cả trí khôn của chúng con đang hướng về Chúa của chúng con. Amen.
Ngài thật tốt lành ở trên cuộc đời của chúng con. Alleluia. Chúa ơi, lòng của chúng con muốn gần bên Chúa càng hơn, nguyện theo Chúa không rời. Lòng con khao khát được tôn thờ Ngài, để lắng nghe Cha gọi con là bạn. Niềm khao khát đời con là Cha Thánh duy Ngài. Nào ai chăn dắt đời con ngoài Ngài, ấm áp thay trong bàn tay của Chúa Giêsu. Chính Ngài dạy con biết tìm Ngài, chính Ngài dắt con về bên Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa vô cùng vì con được làm con của Ngài. Hãy cùng tôi dâng lên bài hát này cho Chúa như một lời thầm nguyện của tất cả chúng ta, rằng chúng ta chỉ muốn gần bên Chúa mà thôi. Hallelujah. Trong bàn tay Giêsu,
không đến gần một hòn núi có thể đụng đến được, cũng không đến gần ngọn lửa hừng, hoặc chỗ tối tăm, u ám hay cơn gió lốc, hoặc tiếng kèn vang hay tiếng nói mà ai nghe đều nài xin đừng tiếp tục nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này, dù thú vật đến gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: tôi kinh hãi và run rẩy. Nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ, gần hội thánh của những con người được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là đấng phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được chọn lành, gần Đức Chúa Giê-xu, đấng trung gian của giao ước mới, tức là gần huyết rưới ra là huyết tốt hơn huyết của A-bên vậy. Hãy cẩn trọng, đừng từ chối đấng phán với mình, vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh cáo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời thì lại càng không thể tránh khỏi được. Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rung động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng nào. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn lời của Ngài đã ban cho chúng con. Chúa ơi, chúng con được gần Ngài, đó là ân điển mà Ngài đã ban cho chúng con. Cảm tạ Đức Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài đã xuống thế gian làm đấng trung bảo để chúng con được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ Ngài, và lòng chúng con luôn khao khát được gần bên Ngài. Chúa ơi, lòng con khát khao gần bên Cha. Hỡi Ngài, Chúa ơi, nguyện xin cho con luôn mãi gần bên Cha. Hallelujah. Trong bàn tay Giê-xu,
con biết điều này, dẫn con về bên Cha. Chịu đựng vì danh ta không chút mệt mỏi. Nhưng điều ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, ta sẽ đến với con và trút bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì lời Ngài luôn dạy dỗ chúng con. Xin giúp chúng con nhớ lại chúng con đã sa sút từ đâu, Chúa ơi. Xin làm sống lại trong chúng con tình yêu thương từ ban đầu. Tha thứ cho chúng con vì chúng con đã chiều theo xác thịt yếu đuối của chúng con. Chúa ơi, nhưng Ngài không ngừng yêu thương chúng con. Ngài vẫn giang tay ra chờ đón chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Giờ này đây, xin Ngài phục hưng lại tấm lòng của chúng con. Cha ơi, trong nơi vinh quang này, lòng con đang tìm kiếm Ngài với cả tâm linh con, mong được gặp mặt Chúa. Quăng xa bao nhiêu ô dơ, con trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong Cha, nay con mong được tươi mới. Amen.
nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài. Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa. Quãng xa bao nhiêu ô nhớ con trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong cha nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên lời tôn vinh danh thánh Ngài. Gặp Ngài từ đây trong cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa khoan lòng ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phùng hương ban sự sống Ngài trong tầng kiếm Ngài. Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa. Quãng xa bao nhiêu ôi nhớ con trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong cha nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên lời tôn vinh danh thánh Ngài. Gặp Ngài từ đây cho cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phù hương ban sự sống nơi trong tâm trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa, cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa trong con và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. Con cảm tạ Chúa, hallelujah. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con. Ngay giờ này Chúa ơi, hãy cùng tôi một lần nữa hát vang bài hát này với tấm lòng khao khát rằng Chúa sẽ phục hưng chúng ta. Alleluia. Cha ơi, trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài. Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa. Quãng xa bao nhiêu ôi nhớ con trở về đây nơi đền thánh Ngài. Tình yêu xưa trong cha nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên nơi con vinh danh thánh Ngài. Từ đây trong cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phục hưng ban sự
sự sống của Đức Thánh Linh. Chúa ơi, cầu xin Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng con đi theo ý muốn của Ngài. Chúa ơi, xin làm mới lại trong chúng con tình yêu thương từ ban đầu, từ ngày mà chúng con đã nhận sự cứu rỗi của Ngài, từ ngày lòng chúng con tiếp nhận Chúa làm chủ của cuộc đời của chúng con. Xin sử dụng cuộc đời của chúng con, kết quả cho công việc nhà của Chúa. Nguyện vinh hiển của Chúa được bày tỏ trên đất này. Nguyện đời sống của chúng con, phàm việc gì chúng con ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ điều gì, đều vì vinh hiển của Chúa mà chúng con làm. Chúng con cảm tạ Ngài vô cùng. Hallelujah. Con trao dâng cả ngày hôm nay trong cánh tay yêu thương của Cha, và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.